Xin chào tất cả các quý vị khán giả yêu quý đã trở lại với kênh của DVH Audio ngày hôm nay. Và hôm nay thì DVH lại mang loa ra công viên. Đấy, đang bật nhạc quay video cho các bạn thì lại đến đoạn quảng cáo đây. Hôm nay thì anh em DVH lại rảnh việc lại lôi loa ra cái khu công viên gần nhà và quay clip cho các bạn xem. Thì hôm nay thì vẫn như thường lệ thôi, vẫn về loa đài. Bây giờ hôm nay thì giới thiệu về linh phụ kiện loa rời các bạn ạ. Hôm nay thì giới thiệu với các bạn về mấy cái loại loa bát neo thông dụng ở bên DVH đang cung cấp các bạn nhé. Thì ở clip này thì sẽ giới thiệu về cái bát 30 BM này, và clip sau thì sẽ giới thiệu về mấy cái còn lại này các bạn nhé. Thì ở những cái clip trước mà DVH đã đăng ấy, thì cái bát 30 BM này thì cái ứng dụng của nó khá là rộng rãi. Ví dụ có thể dùng cho karaoke gia đình hoặc là phòng hát cũng được, các cái phòng hát chuyên nghiệp. Và trước mắt các bạn đang xem là một củ bát đường kính 30cm và cuộn dây là 75mm các bạn nhé. Máy quay có thể lại gần cho quý vị khán giả xem. Cái con loa này thì được cái nó làm nhìn trông khá là đẹp các bạn ạ. Màng loa thì phủ bóng rất là đẹp. Núm này nhìn nó làm đường keo tỉ mỉ đẹp hết. Và đây một con loa đặt nằm ngửa. Con loa này đặt nằm úp. Nhét con loa này ra cho các bạn xem. Nhẹ nó làm cái màu vàng non này, mình rất thích cái màu vàng này các bạn nhé. Màu vàng này thường loa xịn nó hay làm cái kiểu nhện màu vàng non này. Và cái cổ côn, các bạn có thể thấy là cổ côn, những cái đường keo cổ côn này. Đường keo cổ côn nó làm rất là mịn. Đấy, nó làm rất là mịn. Không bị keo bị bé bét các bạn nhé, đẹp lắm. Loa từ neo, thường thì loa neo thì nam châm nó sẽ không thể nào mà nó to bằng cái loại loa từ thường được, tại vì cái mật độ từ tính của cái nam châm neodymium này thì nó rất là lớn. Nên là chỉ cần với một cái cục nam châm như này thì cái lực từ nó sinh ra rất mạnh rồi. Những cái con loa bát 40 ấy, nó cũng chỉ sử dụng cái củ như vậy thôi, nó không sử dụng cái củ to hơn đâu. Nên là với cái loa bát 30 mà sử dụng cái củ như vậy là quá to rồi. Quá to luôn. Con này nhìn là hai cái chạm đấu dây nó này, nó làm bằng đồng, hai cái này làm bằng đồng luôn các bạn nhé. Đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn, không bị sột xoẹt. Và cuộn dây loa ở trong, máy quay có thể nhìn thấy không? Dây đồng vàng chóe ở trong. Nhìn qua cái khe này, dây đồng ở trong vàng chóe luôn. Lấy nét chẳng khó lấy nét đúng không? Máy quay hơi khó lấy nét, các bạn thông cảm nha. Đấy thì cái này thì là hàng chính hãng BM các bạn nhé. Công suất là 500W, 500W trên một chiếc loa. Công suất mắc là 500W các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Cái này thì ứng dụng rất là đa dụng, dùng cho karaoke gia đình được hoặc là âm thanh chuyên nghiệp cũng được các bạn nhé. Có thể lắp vào những cái dòng loa full. Các cái dòng loa full thì hay lắp các cái loại củ bát như này. Ví dụ như là loa của gia đình bạn mà đang là cái loa từ thường ấy, mà cái chất âm nó không được hay, nó không được sáng tiếng, thì có thể thay thế cái loa neo này vào. Loa neo này thì nó có một cái đặc điểm là tiếng nó rất là sáng. Nói chung là cái dòng neo mà loa neo nào cũng vậy thôi. Ngoài loa súp ra thì loa full thì đều sáng tiếng và nghe tiếng nó rất là rõ nét và nó hay. Thì ngay sau đây thì DVH thì sẽ test một đoạn nhạc đang mở trên điện thoại kia. Và với cái dàn thiết bị hôm nay của mình mang đi một cái, mình sắp luôn thành một cái tủ đồ. Cái tủ đồ này để mình đi đánh các cái sự kiện nhỏ đây. Và hôm nay thì ra ngoài công viên thì cũng như mọi ngày thôi, vấn đề điện đóm thì ngoài này không có điện nên là phải sử dụng điện của bình ắc quy các bạn nhá. Dùng một cái bình 100A và qua kích điện và để chạy cho cái dàn âm thanh này của mình. Chơi ngoài công viên này thì không còn cách nào khác, chỉ có sử dụng cái này thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ test một cái đoạn nhạc và mình sẽ tăng volume lên và mời các bạn đón nghe qua cái chất âm của cái loa neo này các bạn. Mời các bạn theo dõi nhá. Nào bây giờ tua lại xem. Ok, bây giờ sẽ tăng volume lên này. Tăng volume trên vang lên này. Loa này mà cho vào thùng thì kêu điếc tai luôn.
cái loa này thì cái độ nhạy của nó rất là cao. Mình chưa cho vào thùng, tức là nó chưa có cái cộng hưởng thùng ấy, và chưa có loa tép mà nó đã kêu to như vậy rồi, thì các bạn phải hiểu là nếu mà khi mà chúng ta cho vào thùng ấy, cho vào thùng và nó cộng hưởng thùng và nó có thêm cái loa tép ấy, thì nó phải kêu to gấp 3 lần như này nữa. Nó sẽ kêu to gấp 3 lần như này, tại vì có loa tép. Cái loa tép nó kêu to lắm. Cái loa tép nó bé bé vậy thôi nhưng mà tác dụng rất lớn ở trong cái trong một chiếc loa. Đây là chưa có tép các bạn nhá. Đây là oánh mỗi cái giải lời không thôi, nó đã kêu rất là to như vậy rồi. Đấy thì cái ứng dụng của cái loa này thì như vừa rồi mình đã nói, có thể sử dụng cho karaoke gia đình này, hoặc là các cái loa full, các loa full sân khấu làm monitor cũng được, hoặc là loa karaoke quán hát chuyên nghiệp. Và với cái công suất là 500W đỉnh điểm trên một chiếc loa thì dám khẳng định với các bạn là chơi gia đình thì oánh điếc tai luôn, không bao giờ lo cháy loa này được. Các bạn oánh thoải mái không cháy được loa nhá. Nếu mà chơi trong nhà, còn trừ trường hợp là các bạn cố tình các bạn muốn đốt loa thì mình chịu, thì mình không nói được gì hơn. Chứ còn nếu mà các bạn nghe nhạc bình thường, hát karaoke bình thường thì không bao giờ cháy được cái loa này. Đường kính cuộn dây là 75mm và dây đồng 100%. Dây đồng 100%, đường kính cuộn dây là 75mm, công suất là 500W. 500W trên một chiếc loa. Đây là mình đang test có một chiếc thôi các bạn nhá. Nhưng nếu mà bật hai chiếc thì nó lại kêu to gấp đôi như vậy nữa. Rất là to, nên là đây là đang bật ở ngoài trời, ngoài công viên rộng lớn mênh mông và có gió như vậy mà nghe đã to rồi, thì nghe trong nhà thì đảm bảo với các bạn là oánh thoải mái luôn, không phải lo nghĩ gì về một cái sản phẩm này. Và bên DVH thì đang cung cấp với giá rất là phải chăng, chỉ hơn 2 triệu thôi. Hơn 2 triệu các bạn đã có thể sở hữu được một cái đôi bát neo hàng chính hãng, hàng chính hãng BM. BM như cái công ty BM này, nó là công ty con của cái tập đoàn ND các bạn nhé. New Riton ở audio thì các bạn có thể lên Google, các bạn có thể search cái BM này ra, bạn có thể gõ BM này ra là ra luôn. Nó là một công ty con của cái hãng New Riton này. Đây là ở trên cái băng dính có này. Đây là cái tập đoàn, đây là một cái tập đoàn công ty chủ quản của nó, New Riton này. Đây là công ty mẹ, còn BM thì chỉ là cái hiệu thôi, công ty con thôi. Đấy, rất là đẹp, hàng chính hãng luôn, hàng chính hãng với một cái mức giá cực kỳ phải chăng. Thì các bạn đã có thể sở hữu cho cái bộ âm thanh gia đình mình một cái cặp bát quá đẹp luôn, quá đẹp, quá hay và quá rẻ. Rồi, các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với DVH để được tư vấn nhiệt tình. Và có thắc mắc hay là mọi ý kiến đóng góp thì vui lòng comment xuống phía dưới clip các bạn đang xem ấy, có phần bình luận. Để lại các ý kiến thì bên mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình. Cái này thì bên mình giao hàng toàn quốc, nên là dù các bạn có ở nơi đâu thì chỉ cần thực sự có nhu cầu, DVH sẽ gửi hàng theo đường bưu điện và đến tận nơi, đến tận tay cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của DVH, và xin chúc các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của DVH. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.